Ngày 17 tháng 5, thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thị xã Quảng Yên cho biết, trên địa bàn xã Tiền Phong vừa xuất hiện một ổ dịch tả lợn châu Phi tại gia đình ông Lê Văn Khâm, trú tại thôn 1 với 12 con lợn mắc bệnh. Theo đó có một lợn nái nặng 60 kg và 11 con lợn con theo mẹ buộc phải tiêu hủy. Trước đó từ ngày 14 tháng 5, đàn lợn tại hộ gia đình ông Khâm có biểu hiện ốm sốt bỏ ăn, da mần đỏ nghi có triệu chứng mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi. Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thị xã Quảng Yên đã phối hợp với Tri cục Thú y vùng 2 tại Hải Phòng tiến hành xét nghiệm. Kết quả cho thấy mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Để khẩn trương dập dịch, thị xã Quảng Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tiêu hủy số lợn mắc bệnh theo quy định, đồng thời hướng dẫn gia đình ông Khâm tổ chức tiêu độc, khử trùng không để dịch lây lan. Ủy ban nhân dân xã Quảng Yên cũng chỉ đạo các xã, phường trong toàn thị xã tăng cường công tác thông tin về dịch tả lợn châu Phi để người dân nắm rõ, chủ động có các biện pháp phòng dịch. Bệnh tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus African Swine Fever gây ra có cơ chế lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh. Lợn bị bệnh có biểu hiện sốt rất cao, chết từ từ chứ không chết đồng loạt như loại bệnh lây qua đường hô hấp. Bệnh tả lợn châu Phi có đặc điểm lây lan nhanh và xảy ra ở mọi lứa tuổi lợn, tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Virus dịch tả lợn châu Phi có sức đề kháng cao, tồn tại lâu ở ngoài môi trường và trong các sản phẩm của lợn, có khả năng chịu được nhiệt độ thấp virus bị chết ở 70 độ C. Chính vì sức đề kháng của virus nên khả năng lây lan trên phạm vi rộng và kéo dài. Triệu chứng của bệnh, sốt rất cao trên 40 độ C, lợn bỏ ăn, lười vận động, nằm ủ rũ. Một số vùng da trắng ở vùng ngực và bụng chuyển sang màu đỏ. Vành tai, đuôi, cẳng chân có thể có màu sẫm xanh tím hay da bị hoại tử, viêm loét, bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp và đường tiêu hóa. Thông qua việc tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các vật nhiễm virus như lợn nhiễm bệnh, chuồng trại, phương tiện vận chuyển, dụng cụ, đồ dùng, quần áo nhiễm virus và thức ăn nhiễm bệnh. Các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, thực hiện chăn nuôi an toàn, sinh học, không cho lợn ăn thức ăn thừa từ quán ăn, nhà hàng, khách sạn, hạn chế khách tham quan, thương lái vào khu vực chăn nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng tốt, cung cấp thức ăn có đầy đủ các chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng, thường xuyên vệ sinh, sát trùng tại khu vực chăn nuôi, các phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi bằng vôi bột hoặc hóa chất, không mua, bán thịt lợn, sử dụng con giống không rõ nguồn gốc, không sử dụng thức ăn thừa hay chưa được nấu chín từ sản phẩm của lợn. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine như tụ huyết trùng, dịch tả lợn, phòng tránh cho lợn bị nhiễm bệnh và dễ ghép bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thực hiện năm không trong chăn nuôi, không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết, không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết, không vứt xác lợn chết ra môi trường, không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt. Khi phát hiện đàn gia súc có những biểu hiện bất thường, lợn chết không rõ nguyên nhân thì phải báo cáo kịp thời cho ủy ban nhân dân xã, thú y xã và trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để kiểm tra xác minh và xử lý kịp thời tất cả người dân cần chủ động giám sát phát hiện đấu tranh không tham gia không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán vận chuyển lợn sản phẩm lợn trái phép vào địa bàn tiêu thụ không chăn nuôi mua bán lợn sản phẩm lợn không có nguồn gốc rõ ràng khi phát hiện các hành vi buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép, giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết hoặc các hành vi vi phạm làm lây lan dịch bệnh, cần báo ngay cho Ủy ban Nhân dân xã, thị trấn để xử lý nghiêm theo Nghị định số 90-2017-NDCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.